Tam Đường là huyện vùng cao của tỉnh Lai Châu, có 12 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 86% dân số toàn huyện. Trước những ảnh hưởng của nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, các cấp ngành của huyện Tam Đường, đặc biệt là Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã vào cuộc quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ để giảm thiểu tình trạng tảo hôn, tiến tới xóa bỏ tình trạng tảo hôn trên địa bàn. Phóng sự sau ghi nhận về công tác này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chị Giàng Thị Kia, bản Chin Chu Trải, xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường. Năm nay mới 15 tuổi, nhưng đã có tới 2 người con. Một đứa 2 tuổi, một đứa 6 tháng tuổi. Chị Kia cho biết, do phong tục và kiến thức về hôn nhân còn hạn chế, nên chị đã kết hôn từ năm 13 tuổi. Hôm nay được Hội Liên hiệp Phụ nữ và các đoàn thể xã bản đến tuyên truyền về tác hại của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Gia đình chị đã hiểu về những tác hại của việc lấy chồng sớm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con cái, chất lượng cuộc sống bị suy giảm. Tôi lấy chồng từ năm 13 tuổi đến nay đã sinh được 2 người con. Do lấy chồng sớm nên cuộc sống của gia đình gặp nhiều khó khăn. Tôi khuyên các bạn cùng tuổi như tôi không nên lấy chồng sớm để cuộc sống được tốt hơn. Phụ nữ xã đã bảo mình chi hội chuyện phụ nữ phải tuyên truyền về cái tảo hôn và kết hôn, tạo kết hôn tổng kết thống kia thì mình đã tuyên truyền về đấy, lúc đấy thì còn chưa chặt chẽ như bây giờ, thì lúc đấy nếu ai tạo hôn thì phải phạt, nhưng mà bây giờ thì lại càng chặt chẽ hơn, thì bây giờ lại tạo hôn không cho tạo hôn nữa. Bản Chin Chu Trải có 50 hộ với 252 nhân khẩu. 100% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, bà con chủ yếu dựa vào chăn nuôi, trồng trọt. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tam Đường đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức để ngăn chặn vấn nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết. Hội đã mở rộng thành lập các mô hình câu lạc bộ như Gia đình Hạnh phúc, Phụ nữ với pháp luật, Không sinh con thứ ba ở các chi hội bản. Hoạt động của các câu lạc bộ đa dạng, đây không chỉ là địa chỉ tin cậy để hội viên phụ nữ tiếp nhận nhanh sớm chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, hội phụ nữ cấp trên, mà còn nâng cao nhận thức, ý thức trong việc chấp hành pháp luật về hôn nhân. Tỉnh ủy Lai Châu, chúng ta thì rất là quan tâm đến cái phòng chống tảo hôn của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh và thực hiện cái chỉ thị 09 của tỉnh ủy và có kế hoạch số 124. Kế hoạch chỉ đạo của huyện ủy về cái công tác phòng chống tảo hôn thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện chúng tôi thì trong năm thì cũng đã thành lập cái mô hình phòng chống tảo hôn tại bản Chin Chu Trải, xã Nùng Nàng và phối hợp với đoàn thanh niên huyện thành lập mô hình phòng chống tảo hôn tại bản Sàng Phẳng Thấp, xã Khuôn Há. Qua việc triển khai các cái hội nghị và ký cam kết thì là qua tuyên truyền thì là 100% các hộ dân đều đồng thuận và ký cam kết thực hiện mô hình. Để ngăn chặn vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết là việc làm cần có tính liên tục, nâng cao nhận thức của người dân về những tác hại của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết, cũng như các chế tài xử lý các trường hợp vi phạm vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Chỉ như vậy mới có thể ngăn chặn dứt điểm tình trạng này.